Rồi alo, em xuống Mỹ chào anh em nha. Nay ngày 18 tháng 9 ha. Hôm nay thứ hai, em lên con áo M65 em mới vừa về nha. Con này tình trạng thì mới còn được 98 98 97% nha anh em, 98 hơn 7% thôi nha. Đó, con này thì áo thì không rủng rách gì nha. Không dính sơn hay rủng rách gì ha, khóa là khóa nhôm. Đó, vai của nó là vai ngoài của nó là 50, vai trong nữa nó 47, thân áo là 78 nha, chiều dài thân áo là 78. Size medium regular nha, khóa nhôm. Con này trạng thì mới tinh, giá của nó em khởi điểm em bán là 6 triệu nha anh em, cộng tiền ship vô cho luôn nha. Đó anh em cứ mua hàng cứ trước tiên là anh em kết bạn Zalo em xem mẫu trước ha, em chụp hình mẫu qua video qua gửi cho anh em xem tham khảo trước ha. Đó rồi xong cái anh em cứ chốt hàng thì cứ cọc cho em khoảng 500 đến 1 triệu ha, rồi em gửi hàng cho anh em đi. Cái con áo này hàng giá trị cao như tiền ship nó cao ha anh em. Đó rồi. À, rất là đẹp luôn nha, áo là không dính dơ dính nhớt gì nha anh em, không lủng rách luôn ha, bao cho anh em ha. Đó rồi bây giờ em sẽ quay bên trong áo cho anh em xem ha, nó phá đồ ha. Rồi đây, phá của nó thì ok, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó anh em xem ha, phá còn rất là đẹp luôn ha, phá nhôm nha, phá cổ đồ không có bị mất một mắt cả nha anh em, phá cổ đồ còn rất là đẹp luôn ha, còn quay đàng hoàng nha anh em. Nhìn thấy không, phá cổ còn rất là đẹp luôn nha, hãng cô mát nha anh em, hãng con này hãng cô mát, hãng cô mát thì nó hiếm hơn hãng Sikuview ha, cô mát hiện tại thì đang hiếm ha. Đây đầu phá dưới rất là đẹp chân chu luôn nha anh em. Tem này, con này thì là tem lớn nha. Đó, size của nó đây, medium regular, tem của nó tem lớn nha, con này đời 1967 nha anh em. Con này đắt 1967, con đời 67 nha. Lót bố lót túi trong là bột mì, lót bố trắng ha, lót túi bố trắng, còn dây rút đồ 2 dây đầy đủ nha anh em. Con này là không có đụng rách liên riêng hết ha. Đó, rất là đẹp. Anh em cứ cần có liên hệ cho em số điện thoại 0933235211017 ha. Em đang xả con này giá 6 triệu thôi nha anh em, mới tin ha. Anh em về mặt khỏi cần suy nghĩ ha, lăn tăn ha. Tại vì con này đa số là em đem nhập hàng ngon ngon về cho anh em ha. Không có bị đụng rách gì nha. Đó, anh em cứ mua em tặng cho anh em bộ tem ha, bộ tem tem ngực với tem tem ngực với tem tên nha. Em có bộ tem em tặng cho anh em. Đó, con này thì nguyên zin nha anh em. Chưa có may tem đồ đèn nha anh em. Đó, tem đồ trên đây thì nó chưa có may tem gì nha. Đó, con này rất là đẹp, hàng lưu kho luôn đó. Nên là chưa có tem tên tem gì ha. Đó, em cứ cần có liên hệ cho em số điện thoại ha. Em có ghi màn hình đó. Rồi em chào anh em nha.